gọi cho anh không thì anh gọi làm thế thôi, nếu mà em có người yêu rồi thì để anh đi tìm mối khác. Quên đi ghi bài cả. Dạ vâng ạ, xin lỗi mọi người nhé, xin lỗi anh Trạng. Thôi nha, bye Kau ghi bahin apa? Adanya gini, aku suka sama kamu. Kenapa? Tidak dengan ini. Kamu suka sama dia enggak? Dek, enggak ngerti. Dek, enggak ngerti. Thế là mình ấy cho ai nữa nhỉ? Còn mẹ. Oh, dia jadi biro jodoh sekarang, guys. Jadi dia ngomong gini kata aku deh. Apa sih ini? Adi, kulit ini sempurna ya. Adi, kau rapi-rapi. Chị Ngân. Ayo thì kulit ini. Còn ai không nhỉ? Có ai ứng tuyển không? Để vào lớp đi để kết hôn luôn. Ngày mai. Yeah. Có ai không? Sampingan ini dah jadi mak comblang sekarang. Iya, saya ingin ngomongin kowe, kesel aku. Kamu làm gì? Mọi người nói có bánh tại sao không có? Duy nó đang ở dưới nhà làm gì có? Mau mau nikah bareng tak di Madiun Ngawi iki? Ayo. Ayo wong papat nikah kok dicicil-cicilan. Kuan dulu deh. Này. Có chị Ngân. À đi. Chị Ngân yêu không? Có này chị Ngân. Chị Ngân có trong không? Không. Nguyên tem. Có baby. Không có. Chị Ngân Hồ Chí Minh à? Ừ. Hồ Chí Minh. Hôm qua chị Hương à? Không. Chị Ngân. Chị Hương có không? Chị Ngân hôm qua, chị Ngân khác. Chị Ngân. Không, xem. Đi kìa. Chị Ngân xinh cú đi. À, có chị mày, chị mày. Có chị mày. Thế như nào? Vợ nói. Chị mày là bọc sinh viên trong. Không sợ, chồng bảo ghê, không sợ chị mày. Chị mày. Yêu ai biết không? Đúng. Như nào? Có xin cái này, có xin cái này. Hỏi chị mày, yêu ai đi không? Như nào nói luôn. Yeah. Yêu không? Yêu không? Ừ. Nói Adi yêu không? Adi không biết. Tại sao yêu không không biết? Adi không biết tiếng Việt Nam. Thì vợ nói. Nói gì? Vợ nói Adi yêu chị May không? Adi, mặt Adi suka sama chị May không? Chị May sao có nè? Chị May, Adi không biết chị May. Khó nhỉ. Sikin ok, Sikin nó bảo nó có người yêu rồi, khổ quá. Sikin có boyfriend rồi. Sikin nó đẹp thử chưa? Nói dối à? Sikin nó đẹp bài tơ. Nói dối à? Hả? Sikin nói dối à? Sikin không có boyfriend. Tại sao nói có? Không biết. Ngày mai nhá, ngày mai, ngày mai, phở.
Vợ trông gu nhá, gu Việt Nam. Nhìn mọi người không có, trông không có boyfriend nhá. Nè, gu Indonesia mốt nhá. Cơm anh đâu? Đây. Đây. Apa itu? Apa itu? Gua cek dia. Kak, kita ikut wedi. Hah? Nak duit apa nak? Nak duit apa? Aku belum. Trông có tiền không? Trông không có. Này, có tiền không này? Không có. À. Nè, trông ơi. Không có. Có tiền không? Không có. À, đặt huyệt ngay tôi. Có tiền này. À? À? Có tiền ở đâu? Nè. Nè. No. Không có. Mệt quá. Đi coi tài tiền. Có ở đâu? Ít tu đi làm bu nha. Này có này. À. Có. Không có. Này, trông có này. Nhìn, nhìn, nhìn. Cảm ơn FC Cá Bống nhá. Cảm ơn FC Cá Bống 1 năm thành lập. Cảm ơn FC Cá Bống rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Nhưng không. Không. Happy birthday. Happy birthday trông nha. FC Cá Bống. Em sẽ không bấm. Tại sao không có tiền? Nói giỏi. Nói giỏi, xin lỗi nha, em sẽ có bấm. Thì dù thư tầng bệnh thị. Thế cả bất to nhờ. Thì cả bất tầng gần gần. Ôi giời, ông có biết chơi đâu mà ông vào nick của tôi làm gì? Bây giờ tiệp... Em tôi có thủ đánh nhớ mắt. Eo, và cái anh biết đây làm gì? Tao biết cận được gì? À. Mà. Vợ ơi. Cái này ủ thân. Làm gì nhỉ? Adi kết hôn ai nhỉ? Em gọi ngắm đi. Adi là tình cảm sợ bố giấy đấy. Kết hôn ai nhỉ? Không biết này. Dia itu dari kemarin tuh mikirin Mas Adi terus, guys. Gak tahu itu. Si Mintang udah nikah. Kok nikah? Suruh nikah lagi si Mintang. Baru aja kemarin nikah. Suruh nikah lagi. Katanya sama Ani Ompong. Woi. Da. 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 Oh, Vietnam. Go Việt Nam. Túc. Go Indonesia đi. Được. Không có nhầm mất ông Việt Nam thì tập. Nè gì kia nè. Tùy Linh. Aduh.
bố. Chị em là skin à? Cháu ơi, có skin giùm anh đi. À ừ, đúng. Ừ. Đó, em là skin tao kìa. Cái này tại sao bố kìa? Mình gọi đi mà sao chị skin này, skin giùm chồng. Skin nói yêu Adi. Có skin của Indonesia. Adi. Adi go go nói papa mama skin nhé. Kết hôn ngày mai. Bác con mora mình gọi là bà bảy của skin mà. Ngày mai kết hôn không? Vợ nói Adi ngày mai kết hôn không? Sẽ sợ với là people ra. Có. Có à? Kết hôn skin nhá. Kết hôn skin nhá. À. Ừ. Thế bỏ cái chân ra. Sợ đấy. Yêu Oni skin à? Ừ, gừ 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 ăn riêng nha. Bầu cái Adi. Bầu cái Adi gừ gừ ăn riêng nha. Ừ. Đúng không? Đang kết hôn. Lấy vợ ừ. Đúng. Đúng. Cái gì? Ừ. Tại sao mọi người nói editor video? Cà phê phê, thank you. Cà phê phê, cà phê phê. Em hôn cà phê phê. Này, kết hôn Lê Thị Tong, kết hôn Sikin. Vợ nói, ừ. Vợ nói, chồng nói, Adi không hiểu. Ơi, nhớ lợi, đi tăng lắm với skin. Khó, quả kèo này khó. Kèo, kèo này khó. Hả? Không biết. Kết hôn hai luôn. Kết hôn tu. Kết hôn tu. Chồng một thai. Chồng một, chồng only video thôi. Ê, chồng body một chút kết hôn only. Adi body to. Adi kết hôn. Awak aku cili, aku rapi bangun cici. Ini hati kecil awak itu tak nak lorong. Oke. Nya. Ya. Ojo, upil. Upil gak ada untu. Coba upil. Upil lewangi makin ni. Chồng, đấy, chồng đừng ơi, đùa. Chồng, à? Mọi người nói, để một tí có bông, bông 22, cái chỗ là gì? mà sao thì con làm thì đàn ông bông? Nên ta đi bông cái tí. Cười, chứ mình sẽ... Jadi kakek-kakek. Bangkotan luôn. Không. Bóng 22 Adi. Adi. Kết hôn làm gì? Ừ. Hả? Vợ. Adi. Kết hôn thì làm được cái gì? Hiểu không? Có tiền. Ừ.
kết hôn. Không biết ngày mai, hôm qua hôm nay không biết này, có gương duyên yêu kết hôn, không yêu tại sao kết hôn? Đúng không? Đúng. Đúng. Uni đâu sao lý này cái sao bỏ? Si Uni. Thế mới con thọc thì cao tao cúi mà. Yeah. Ơi, mọi người nói đây, tại sao vợ chồng kết hôn? Lama-lama jadi Mọi người nói đây, tại sao cocok. vợ chồng kết hôn? Anh Đạt video kết hôn. Không, không. Mọi người nói. Tại sao? Anh Đạt vợ kết hôn. Đúng. Tại vì yêu. Đúng không? Đúng. Một chút. Một chút. Chút. Một nhiều. Một chút không kết hôn. Anh không kết hôn, yêu một chút anh không kết hôn. Tại sao không kết hôn? Yêu một chút kết hôn thì ngày mai boxing ấy. Không, đúng không? Không khó gì chồng. Cái gì lắm mà dễ. Quen ăn go spendol permanen đã. Không có lip tin để ra cái gì lên kìa. Nganggo sing miselar kok nih nge komen mah, kok nge komen. Waterproof ya. Apa sih gini? Kuro-kuro tak bilau itu. Cảm ơn Kak Vivi. Kalau kau nikah sama Fanny, Fanny siapa? Fanny siapa ta? Iya. Mau gak kita? Hei, cewek. Mọi người, trông nè, đợi một tí. Mas Ando DM di Instagram Mas Ando Slanker. Anak em Pak Ijem. Wah. Aku di disentai paicem loh nek nu mesti paicem nek kok maaf. Ma aku guys paicem moro tu aku bengak bengok nek nesu cuka wiyo. Cici ba nih. Seseorang akan datang pada waktunya. Ai đó sẽ đến trong thời gian. Đến đâu? À đi. À, ngày mai à? Có gì sợ biết đâu. Ngày mai à? Nè.